Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là mình đi buổi sáng chợ hoa Phước Lộc Thọ, chợ Tết Phước Lộc Thọ. Này ở bên chỗ Phước Lộc Thọ thì không có chỗ đậu nên là mình đậu cái chỗ đối diện. Xe nè, mọi người xem nè. Wow, đông nghẹt. Không có chỗ đậu xe. Mấy ngày này ngày Tết á là không có chỗ đậu xe luôn. Người ta cứ bóp kẹt. Hôm nay mẹ mặc áo dài. Đi chợ Tết. Nhớ chỗ đó nha trời. Nhớ chứ, xe mình đậu đây mà. Nhớ chứ. Ở đây á, là mình đi á, mình thấy á, là mấy cái bảng á, toàn là tiếng Việt hết. Ở bên đó có cái tiệm Seafood Co á, là cái chỗ đó bán điểm sẩm ngon lắm luôn. Chỗ này bán điểm sẩm ngon lắm. Giờ mình đi qua. Đây có quán cà phê. Đó, mọi người coi. Xe quá trời xe luôn. Đây. Em đi với chị, em đi với em. Gặp nhau là vui rồi. Bây giờ là đi thẳng bên đây, đi thẳng bên đây. Qua bên đây, qua bên đây. Qua bên đây, qua bên đây. Đúng hả mọi người? Bây giờ là thấy nhau mạnh khỏe là thấy vui rồi. Không có cần gì khác hơn nữa, chỉ cần sức khỏe thôi. Thường mỗi năm thì chúc nhau sức khỏe này nọ. Chúc nhau tiền vô như nước này kia. Còn bây giờ là chúc nhau sức khỏe là vui rồi. Đó, Phước Lộc Thọ là trước mặt mình. Đi bộ thẳng qua đó. Hồi tối hôm qua đi xuống đây trễ nên là, với lại cái máy kia cầm nó không có chống rung, thì đã quay có nhiều cảnh không có quay được. Chia sẻ với mọi người để đeo cái khẩu trang như cái đó. Này cầm giùm con cái. Ở đây là mình thấy có cái bảng nè, để là khô bò nè, bánh mì, vua khô bò bánh mì. Bây giờ mình đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ. Chờ đèn xanh đèn đỏ. Vui không? Mọi người thấy vui không? Tết là xuống dưới đây là thấy không khí Tết giống như Việt Nam của mình vậy. Ở bên Việt Nam á. Xong rồi mình đậu xe ở phía bên đây nè. Đó, mình lái xe thẳng vô đây thì hên mới được chỗ đậu xe. Còn nếu mà mình chờ đèn xanh đèn đỏ giá về chân cho Tết hết rồi. Sắp đến rồi, tuần sau là tới rồi. Tuần sau là tới mùng 1 rồi. Ok, tới rồi. Đây là bên đây là bán hoa nè, bán mai. Mai ở đây bán cũng mắc lắm nha. Vào Tết này á, hỏi một cây này là tầm khoảng mấy trăm đồng luôn á. Không rẻ đâu. Hồi lúc trước có mua một cây mai ở đây. Họ bán cây mai nhỏ nhỏ. Mà hỏi là 400 mấy 500 không ạ? Giống như là Vui chưa. Để muốn bán. Đi không vòng ha. Mình đi cái đường này trước đi ha. Đi đường này trước không mẹ?
Dạ, năm ngoái. Đợi anh Mập, anh Mập anh quên khẩu trang. Cái bông này bông gì á, không phải bông hồng đâu mẹ ơi. Đẹp quá ha. Wow. Wow, 170 đồng hả? Cái cây này 170 đồng. Đẹp chưa? Đẹp dễ sợ cái màu của nó. Bên kia cũng có bán đồ và bên khi mà mình đi xuống dưới đây á có ai cũng mặc áo dài hết, nhìn đẹp không? Áo dài quá là đẹp. Rồi đi. Đi xuống đằng này trước đi ha. Đi. Hoa mai. Chị Nam mẹ muốn chụp hình, mẹ nói con chụp cho nha. Ở đây là bán trái cây, mãng cầu, vú sữa. 20.000 mãng cầu, vú sữa. 20 đồng hả? Đâu? Để 20 đồng phao không? Dạ, mãng cầu 20 đồng phao. Mãng cầu này là 20 đồng một phao nè. Bên đây là bán những cái đồ trưng cho Tết á, nhìn đẹp không? À. Mãng cầu. Bên đây là bán hoa, chỗ này là chỗ bán hoa lan, hoa mai. Dạ. Ây dù đẹp quá, mình mua mấy cái này mình về mình treo mấy không? Có mẹ nè, mẹ bên đây mà có dòi. Mẹ. À. Đi tiếp, đi tiếp. Giờ là mình đi tiếp. Cái máy này á, là Tép không có đeo được cái mic. Hy vọng là sẽ nghe được cái tiếng của Tép rõ. Và chỗ này là bán mấy cái bao lì xì nữa nè. Ở bên đây thì bán lồng đèn nè. Hồi tối hôm qua trong cái video trước thì Tép cũng có quay sơ sơ chia sẻ với mọi người rồi. Nhưng mà ban đêm á, nên là nó hơi tối. Với lại cái mic kia nó rung, mình cũng không có quay được chi tiết chia sẻ với mọi người. Vui chưa? Không khí Tết. Đây là anh Mập. Cây nhiêu mà? 800 cái cây mãng cầu này hả? Wow, mắc dữ. 2.500 nữa. Cây này 2.500 hả? Cây này là cây gì mà 2.500 dữ vậy? Quế. Quế hả? Con không biết cái cây này là cây gì luôn. Cây mai hả? Có mai hả? Nổ. Có mai hả? Không có để cái tên. Nhưng mà 2.500 cái cây này. Wow. Giống như quế hả? Cây này 50 triệu. 50 triệu. 50 mấy triệu. 50 triệu. Ồ, oh, có cây ổi nữa kìa. Honey, anh cây ổi kìa. Hoa nữa, nhưng mà ồ, ở đây nó có mấy cái bình để mà cắm, để mấy cái cây hoa vô cũng đẹp quá nè anh. Đây nè, Tép thì đang kiếm mua mấy cái bình này nè. Để mà em cũng đang kiếm mua mấy cái bình này để về bỏ mấy cái nhánh mai rồi vô á. 95 đồng, 120 đồng. Chợ hoa Tết. Bên này Tết cũng mặc áo dài nữa. Điều điều chút đi. Anh mặc anh nắng quá anh quên đi kìa. Đẹp chưa? Wow, quá đẹp.
Tí nữa mình sẽ đi vô phía bên trong của Phước Lộc Thọ để mình xem là ok bên trong bán cái gì với cái gì. Tại vì hồi tối hôm qua đi đến đây trễ quá nên là Phước Lộc Thọ nó đóng cửa rồi. Ở phía bên trong đây nè, trong đây nè đóng cửa rồi, nó không cho mình đi vô. Tí xíu nữa mình cũng sẽ đi vô trong đó. Costco bữa con đi vô gần nhà mình, Costco nhà mình bán hết rồi. Ở đây là 30 đồng một chậu hoa cúc như thế này. 30 đồng. Mấy lần như này nhỏ gì mà nhỏ nó bự như nhỏ. Wow, hoa lan đẹp chưa? À, thích mấy cái chậu hoa này quá. Nhìn đẹp dễ sợ. Quá đẹp, quá đẹp. Qua đây coi ha. Hay coi cái chậu này. Wow. Đẹp quá. Đẹp anh ha. Gì mà? Cây đó hả? Dạ. 209. Cây mai giả nè, để chỗ cái bàn. Con ở nhà có cái cây nhỏ mà. Ờ, dạ. Có cây nhỏ. Chưa lấy ra. Lồng đèn đẹp quá. Thấy mê mấy cái lồng đèn với mấy cái lồng đèn đen. Dạ. Với lại chữ chúc mừng năm mới đồ á. Dạ. Năm sao. Wow, đẹp chưa? Hoa màu cái này đẹp. Dạ. Nhà ta không có nở gì không ha. Mà ta có nở ra luôn. Đẹp. Oh wow, bên kia mặc áo dài nhìn đẹp chưa? Ok, và bây giờ mình sẽ đi vô trong bên trong Phước Lộc Thọ. Ở ngoài một tí xíu nữa mình sẽ đi ra. Còn bây giờ mình đi ở phía bên trong. Ở phía bên trong đây á, là hai bên đây á, là bán vàng, vàng, vàng. Cái này là ở phía bên trong Phước Lộc Thọ. Lâu quá không gặp cô Yến Huệ hả? Năm mấy ba năm rồi. Nè, cái tiệm áo dài á, mà cái áo của Tép mặc ngày hôm nay đó, với lại cái áo màu hồng hôm trước là ở cái tiệm này nè. Ở cái tiệm này Thanh Trang. Nhiều áo dài đẹp. Ở bên cái đây là chỗ này là quầy bán đồ ăn. Có nhiều món ngon lắm. Đi đây. Áo dài hai tiệm lận. Cơm tấm, cháo lòng, cháo gà, bột chiên, mì quảng, nuôi xào. Cha mẹ đi lên trên lầu rồi. Đi trên lầu nói là đi coi coi vàng. Cha mẹ là mê đi vô đây lắm. Mê vô đây để lên mấy cái tiệm vàng á. Vô trong đó ngồi coi rồi ngắm. Đây, ở đây cũng có một tiệm áo dài nè. Nói chung ở đây mấy cái tiệm này bán áo dài nhiều lắm. Mình muốn mua kiểu nào cũng có hết. Rồi, thôi bây giờ mình đi lên lầu ha. Đi lên lầu là đi lên lầu. Bữa nay Điệu mang áo dài, rồi sau đó mang dép cao nữa. Nên là đi nó... Đây. Mình lên đây mình nhắm một vòng ở trong đây.
lên tới trên mừng hết lớn, mang dép cao bởi vì nỗi khổ. Nhìn xuống phía dưới chút xíu rồi sau đó là mình sẽ đi một vòng ở trên đây. Này. Ở trong đây là bán vàng, vàng hộp sòn. Không thấy cha mẹ em ở đâu luôn á. Ok. Và bây giờ là mình sẽ đi chợ xuống lại, tại vì phía trên đây người ta không cho mình quay ở trong cái khu bán vàng với lại hộp sòn này nọ, người ta không cho mình quay. Thì bây giờ mình sẽ đi chợ ngược xuống dưới á. Ở phía đây là cũng có bán áo dài được nữa nè, một hàng dài luôn. Còn cái tiệm này là tiệm bán đồ ăn, giống như bên tiệm bên đây vậy thôi. Và bây giờ mình đã đi xuống tới dưới rồi. Thôi đi bên đây đi, tại nãy đi bên kia rồi, vòng bên kia rồi. Hồi nãy là mình đi một vòng ở phía bên kia rồi, bên này bây giờ mình đi một vòng bên đây. Cha mẹ không có bắt điện thoại, không biết ở đâu nữa. Rất vòng vòng ở dưới đây. Kiếm được cha với mẹ rồi. Hồi nãy giờ là đi vô tiệm vàng ngắm say đắm luôn. Sao nãy giờ đi kiếm mua vàng mua được mấy cây rồi? Cây rồi không có. bữa nay một cây bao nhiêu? Một cây bao nhiêu? 2280 hả? Wow, mắc dữ hả? Gần Tết nên lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, một lượng á là 2280. Đi ra ngoài. Đây có thêm một tiệm bán áo dài nữa nè. Hồi nãy là mình vô ở cái đầu bên kia, bây giờ mình đi ra là ra cái đầu bên này. Đi ra ngoài, ngắm ở ngoài một chút nữa. Wow, bên kia có con rồng kìa, lớn dễ sợ. Buổi tối á, thì cái chỗ này á, sẽ có người ta hát này nọ, còn bây giờ thì không có. Con rồng. Tìm hơn cái này nó hạ xuống. Đi ra chỗ con rồng này quẹo lên, rồi xuống quá. Con rồng bằng hơi chứ. Dạ. Không gì. Ủa năm nay là năm con gì mà sao tới chụp ồ? Lúc nào cũng là Tết mà. Mà không bỏ đâu động nào Tết mà, nay năm cọp mà động không? Năm nay là con năm con cọp. Rồi, mình đi cái hàng này nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mua kho bò, mua năm tặng, mua năm phao tặng nửa phao, mua năm phao tặng nửa phao, mua kho bò. Hoa mai 30 đồng một bó. Bên này có nón nè. Nón sale 50% off. Tết đen rồi. Còn muốn mấy đồ chân gì không kìa? Tết chân, tim. Mà cần chứ mà nó nói có mấy chân tạm tường không? Mà có mấy cái chân tường không? Không. Muốn mua chân tường không hay không? Năm cái như một cái năm cái phải không? Ờ. Một cái năm một cái khoảng một. Mài bông quá trời luôn. Dạ. Mình đi rồi luôn nè. Bây giờ mình đã đi hết một vòng rồi mọi người ơi. Phước Lộc Thọ. Còn một tuần nữa là đã đến Tết rồi. Rồi đi về. Hết rồi. Thôi đi về mọi người ơi. Rồi sắp tới mình rồi. Ê và bây giờ là cả nhà đi về, đi ra đi ăn phở, sau đó là sẽ đi mua đồ ăn nữa để đem đi về nhà ăn. Giờ là Tép kết thúc video này luôn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với Tép. Nếu như thích video này thì cho Tép một cái like, bấm nút đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho Tép cuộc sống Mỹ nha. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ha. Bye bye. Bye bye kìa mẹ. Bye. Happy New Year. Chúc mừng năm mới.